Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Băng Tình Toyota Hùng Vương. Thì ở video trước mình đã quay Vios số sàn màu đỏ rồi. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn lại Vios số sàn nhưng mà màu nâu vàng nha các bạn. Để cho cái series Vios E số sàn của mình sẽ có đầy đủ màu sắc thì Tình sẽ cố gắng, Tình sẽ cập nhật từng màu sắc. Thì Vios số sàn này, mình nhắc lại nha, Vios số sàn này hiện nay là giá của nó là 478 triệu các bạn nha. Giá lăn bánh của nó ở thành phố là khoảng 550 triệu và trả trước chỉ khoảng 150 triệu thôi các bạn ạ. 150 triệu thôi. Và cái vấn đề thứ hai về lãi suất ngân hàng thì hiện nay Toyota nó có hai gói lãi suất thông dụng. Thứ nhất là 5.99% cho 6 tháng đầu tiên. Cố định 1 năm nhưng mà cho 6 trong vòng 1 năm nhưng mà chỉ cố định 6 tháng là 5.99%, hoặc là gói 7.5% cố định 1 năm đầu tiên. Thì có cái này nè, điểm nhấn khi các bạn mua ngân hàng là sau thời gian khuyến mãi là lãi suất sẽ thay đổi nha các bạn. Có nhiều các bạn khi mà mua xe không được tư vấn rõ ràng, trả đến năm thứ nhất xong rồi đến năm thứ hai thấy lãi suất hay là số tiền nó cao quá, ví dụ đang trả đều 19 triệu 9 triệu, nó một cái qua sau cái nó lên 11 triệu, ví dụ vậy đó, Tình nói ví dụ nên các bạn sẽ bị sốc. Thì cái này Tình nói lại là sau lãi suất thì nó là 10.85% các bạn nha. Sau lãi suất ưu đãi sẽ là 10.85%, các bạn lưu ý giùm mình. Còn về đối với cá nhân thì hồ sơ thì chủ yếu là cần, thứ nhất là hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy đăng ký kết hôn. Cái đó là giấy tờ pháp lý. Còn nếu mà chưa kết hôn thì các bạn làm giùm mình cái xác nhận độc thân giùm mình với ạ. Và chụp hình nhà đang ở. Đó là những cái bắt buộc. Còn về hồ sơ pháp lý, sorry các bạn, về thu nhập ngân hàng, về thu nhập á, thì các bạn gọi cho Tình để Tình tư vấn. Tại vì mỗi bạn là có cái nguồn thu khác nhau, không ai giống ai. Vì vậy các bạn hãy gọi cho Tình để Tình tư vấn cho các bạn được chính xác về cái nguồn thu, và nó là đơn giản nhất nha. Đừng có nghe ai nói hồ sơ vay ngân hàng phức tạp lắm mày ơi, đừng có mua xe, không có, cái đó không có đâu. Hiện nay thủ tục hồ sơ đơn giản, cứ hãy đến với Tình, Tình sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề nhỏ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu review một xíu về xe nha các bạn. Rồi cùng Tình tìm hiểu ngay sau đây. Rồi các bạn nhìn thấy cái cụm đèn xe không à? Cụm đèn xe là điểm nhấn của Toyota Vios số sàn nha các bạn. Cụm đèn xe thì đèn trước được gọi là đèn halogen phản xạ đa hướng, còn đèn cản là đèn LED nha các bạn. Đèn cản là đèn LED nên các bạn nhìn thấy ánh sáng trắng không ạ? Ánh sáng còn cái đèn đẹp không? Hai cụm đèn. Thiết kế quốc lưới tản nhiệt cũng thiết kế mới luôn, phù hợp đúng không các bạn? Trẻ trung hơn cái dòng trước đó, trẻ trung hơn dòng trước. Rồi chúng ta qua phần hông xe, hông xe thì có điều gì mới không nha. Rồi cũng giống như ở những video khác thì vì màu sắc khác nhau thì các bạn có nhìn thấy cái mẫu xe màu nâu vàng này đẹp không các bạn? Rất nhẹ nhàng luôn nha. Thì mâm xe thì đây là mâm xe 15 inch các bạn. 15 inch. Đó, màu nâu vàng 15 inch. Thì điểm nhấn của hông xe này là mâm xe 15 inch các bạn ạ. Đây ạ. Điểm nhấn của mâm xe 15 inch là đây ạ. Trẻ trung. Trẻ hơn phiên bản trước. Nhìn cá tính hơn. 15mm, lốp Brighton luôn nha. Đây các bạn lướt lên các bạn nhìn thấy tay cửa, nó là tay cửa cùng màu thân xe đúng không ạ? Cùng màu thân xe. Đó. Đây. Đây là cái chìa khóa, cái nút chìa khóa trường hợp chìa khóa remote thấy bình để ta rút chưa ta bấm. Thì đây thì gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu thì ngắm xíu, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện và gập điện luôn. Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện và gập điện luôn các bạn nha. Tuyệt vời.
Hầu như xe Toyota nào cũng có cái này, mẫu xưa mẫu cũ đâu có đâu. Rồi chúng ta đi qua đến phần đuôi xe xem sao nha. Ngắm xíu đi, ngắm xíu rồi qua phần đuôi xe. Đuôi xe. Phần đuôi xe. Rồi. Các bạn đã thấy được đuôi xe của dòng xe Toyota Vios số sàn chưa à? Nó có được dãy đèn LED nha các bạn. Đó. Có được dãy đèn LED đẹp, rất là đẹp. Xe được công trang bị công nghệ nè. Cảm biến lùi nè. Cảm biến lùi là khi có chướng ngại vật này các bạn thì nó sẽ tít 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 tít. Và đặc biệt trên mẫu xe này có luôn DVD nha, camera nha các bạn. Camera lùi đây. Camera lùi. À. Camera lùi. Thì bản này thì cơ bản thôi các bạn ạ. Còn chúng ta không có yêu cầu trang bị cao cấp được đâu cho mẫu xe số sàn. Đang ở không gian nội thất các bạn nha. Thì đối với xe Vios số sàn của mình nè, nội thất màu đen hết các bạn nha. Tay lái thì mình sẽ là tay lái 3 chấu các bạn nha. Tay lái 3 chấu. Đây thì có những cái cụm gọi là điều khiển đèn trước sau. Điều khiển đèn đây ạ. À. Các bạn nhé, đây là cụm điều khiển đèn cơ bản thôi ạ. À. Cản nè. Để cốp pha. Thì ở đây là gương cái gạt mưa tự động, gạt mưa nha các bạn. Này là mình gạt mưa. Thì nói chung là bảng đồng hồ này được thiết kế cơ bản phù hợp với người nhìn thôi, đơn giản chứ không có phức tạp. Thì đối với mẫu xe Vios thì thực sự ra nói là chỉ là cái gọi là thiết kế và trang bị cơ bản thôi các bạn nha. Còn ở đây bảng đồng hồ các bạn sẽ nhìn thấy đây là có mẫu đèn đầu DVD. Thì ở đây đầu DVD được Toyota trang bị là đầu DVD Pioneer nha các bạn. Thì được trang bị cái thiết bị là kết nối Apple CarPlay và Android Auto các bạn nha. Thì đeo DVD này thì phát âm thanh thì ổn đấy. Thì đây là hệ thống dàn lạnh. Thì đối với Toyota thì Vios số sàn này thì được hệ thống dàn lạnh chỉnh cơ nha các bạn. Ở đây, đây, thì đây là bộ phận chỉnh cơ. Dạ. Còn về hộp số thì vì là số sàn nên là xe Vios mình được trang bị hộp số sàn 5 cấp nha các bạn. 5 cấp. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Thì nói chung là không gian nội thất cơ bản. Chủ yếu là tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng về kinh doanh hay chạy gia đình. Hoặc cho những khách hàng mà mới mua lần đầu tiên. Và tối ưu về dòng tiền á. Thì hãy đến với dòng xe Toyota Vios. Các bạn đăng ký Grab thì mua dòng này chạy hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu, không gian nội thất rộng rãi, có khoang bỏ hành lý các bạn nha. Và bây giờ chúng ta qua băng ghế sau để coi là tìm hiểu coi nó có rộng rãi không nha các bạn. Đang ngồi trong không gian nội thất phía trong này nè, thì không gian Vios cũng tương đối thoải mái với dòng xe với giá tiền như vậy, thì cũng tương đối thoải mái. Tại vì sao đối với những khách hàng kinh doanh mà tối ưu về dòng tiền á, thì lại hay chọn Toyota Vios số sàn các bạn. Rộng rãi thoải mái. Thì cái băng ghế này mình có thể gặp lại được các bạn nha. Gặp lại là vì sao mình lấy đồ, tiện lợi không? Hai ghế đều gặp lại hết. Thì nói chung là về nội thất thì nó chỉ là cơ bản thôi, không có vấn đề gì nổi trội hết đâu. Thì các bạn, trái tim của Vios nó nằm ở đây. Động cơ 1.5. Đối với dòng sedan cỡ nhỏ, động cơ 1.5 là hợp lý rồi ạ, đi không hết công suất đâu. Xe sử dụng công nghệ Dual VTI nè các bạn nha, là điều khiển van biến thiên thông minh kép sử dụng cho van nạp và van xả, tức là điều khiển thời miệng đóng mở để cho nó chính xác hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn đó các bạn. 1.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng Dual VTI và DOHC trục cam kép trên cặp. Nó đi kèm với hộp số tự động, số sàn 5 cấp. Ổn các bạn ha. Nói chung là công suất không hết đâu, không hết đường với công suất đường xá Việt Nam, cái động cơ này không hết đâu, đảm bảo luôn, chạy không hết được đâu.
Rồi. Rồi ạ. Rồi các bạn, Tình đã giới thiệu cho các bạn về màu của màu đồng ánh kim của xe này nha, màu Vios màu đồng ánh kim. Nếu các bạn thấy video, chủ yếu là video về màu sắc thôi nha các bạn, hữu ích thì các bạn vui lòng đăng ký kênh Tình Dùm Tình để có Tình có thể chia sẻ những video tốt hơn. Ở video tiếp theo thì Tình sẽ chia sẻ so sánh giữa hai dòng xe Vios E số sàn và Vios E số tự động có điểm khác biệt gì và các bạn nên lựa chọn mẫu nào nhé. Và Tình xin cảm ơn và xin chào ạ.